Đây là chiếc đồng hồ của bạn Trung, một người con của quê hương Hà Tĩnh. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở bên Nhật. Bạn có xem mình qua mạng xã hội nên đã gửi gắm chiếc đồng hồ cho mình sửa chữa. Chiếc đồng hồ đã không sử dụng cũng rất lâu rồi. Từ ngày đồng hồ bị lỗi không còn chạy chính xác nên bạn đã không sử dụng. Dịp này bạn đã nhờ người nhà gửi qua cho mình để sửa chữa và khắc phục. Qua kiểm tra, chiếc đồng hồ đã bị ố mốc rất nhiều sau một thời gian không sử dụng. Nguyên nhân chính dẫn đến chiếc đồng hồ chạy không còn chính xác là phần vành tóc. Phần vành tóc là bộ phận quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến mức độ chính xác của đồng hồ. Và cũng không biết nguyên nhân nào đó đã khiến phần vành tóc bị xô lệch không cân bằng. Phương án đưa ra là cần cân chỉnh về như ban đầu. Tuy nhiên, việc làm này cần tốn nhiều thời gian xử lý và theo dõi. Để rút ngắn thời gian sửa chữa, bạn Trung đã lựa chọn phương án thay thế linh kiện mới để kịp gửi người quen cầm sang bên Nhật cho bạn trong một vài ngày tới. Mọi người hãy xem hết video để thấy được kết quả. Chiếc đồng hồ sau khi được bảo dưỡng, căn chỉnh, vệ sinh spa làm mới thì đã hoạt động ổn định. Nếu Trung xem được video này thì hãy feedback lại để mọi người thấy được sự khác biệt trước và sau khi mình xử lý nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.